thì trước mặt Vân đây là bếp kính âm Domino, có mã số đó là DG01. Đây mọi người có thể thấy thì đây là bếp kính âm màu đen, và cái phần kính sẽ được làm bằng kính cường lực chịu được nhiệt cũng như là cường độ lực lớn. Và tất cả những cái linh kiện của bếp thì đều sẽ được nhập khẩu trực tiếp từ Tây Ban Nha. Và hơn nữa thì cái máy đánh lửa của cái bếp ga này thì sẽ được làm bằng pin, cho nên khi mà chúng ta sử dụng rất là tiện và cũng như là rất là an toàn. Đây mọi người có thể thấy thì nhờ cái bề mặt bếp kính âm như thế này cho nên khi mà chúng ta sử dụng cũng khá là dễ lau chùi. Và mọi người có thể thấy thì đây, những cái linh kiện đều được tháo rời rất là dễ dàng cho chị em phụ nữ chúng ta vệ sinh. Đây núm bặn cũng rất là dễ thao tác. Và đối với cái bếp này thì chúng ta có thể sử dụng cho gia đình tầm 2 đến 3 người sử dụng là ok rồi. Và để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm này, mọi người có thể truy cập vào link phía dưới nha.